Tôi sẽ giới thiệu với anh chị về cái bài khám một bệnh nhân thiếu máu. Các anh chị biết là thiếu máu thì nó là một cái triệu chứng ở trong một cái bệnh, trong các cái bệnh nội khoa. Cái khám thiếu máu thì nói chung là dễ, xong cái khám để tìm nguyên nhân là cái thứ đó rất là khó. Vì thế cho nên là để chuẩn bị cho các bước chẩn đoán được nguyên nhân của thiếu máu cho nó tốt thì cái đầu tiên là khám về thiếu máu. Thì vì vậy cho nên là cái việc khám bệnh nhân thiếu máu thì cái quan trọng là các anh chị có một cái phương pháp khám như thế nào cho nó thật đầy đủ thì chúng ta mới xác định được cái vấn đề là thiếu máu. Thế thì trước khi vào khám thiếu máu thì tôi cũng muốn đề cập với các anh chị là chúng ta phải quan sát bệnh nhân là các cái, từ các cái triệu chứng cơ năng, phải hỏi bệnh nhân từ các cái triệu chứng cơ năng, ví dụ những cái triệu chứng mà nó gợi ý cho chúng ta biết, ví dụ như là bệnh nhân hoa mắt chóng mặt khi đi lại, thế rồi là bệnh nhân ngồi xuống đứng lên là xa sầm mắt mũi, hoặc là khi làm việc gắng sức chẳng hạn như đi bộ độ khoảng 100-200 mét, hoặc là leo thang gác bệnh nhân ánh chứng nhìn nhiều, thì đấy là những cái dấu hiệu mà có thể gợi ý cho cái dấu hiệu của có cái thiếu máu, cộng với cái dấu hiệu mà bệnh nhân nhìn thấy là da mình xanh xanh, tay tái và hay mệt mỏi khi làm việc, thì đấy là những cái dấu hiệu mà gợi ý. Thế vậy thì trên lâm sàng thì chúng ta đánh giá vào cái chỗ nào? Thì cái đầu tiên là chúng ta phải quan sát về màu sắc da và niêm mạc của bệnh nhân. Và khi gai lưỡi, xem là gai lưỡi còn không, nếu như trong thiếu máu mạng tính ấy, thì khi gai lưỡi nó bị mất bóng, mất đi và lưỡi nó bóng và nó lì ra. Thế nào là trường hợp nào thì mất cái gai lưỡi? Chỉ trong trường hợp thiếu máu mạng tính mà người ta nói là lâu năm, tức là trên 10 năm, trên 5 năm trở lên, thì là cái hiện tượng đó là cái gai lưỡi nó mất và lưỡi nó bóng, thì đấy nó có ý nghĩa như thế thôi. Thế còn thì là tiếp tục nữa là chúng ta xem cái niêm mạc của mắt. Xin các anh chị chú ý là chúng ta hai tay đỡ cái cằm của nhân, mắt cái cúi xuống một tí. Các anh chị đỡ cái cằm của nhân và hai ngón tay chúng ta cùng song song là vạch niêm mạc xuống, niêm mạc mắt ở phía dưới. Nếu mà càng vạch rộng thì chúng ta quan sát phải nhiều và hướng dẫn bệnh nhân nhìn ngược lên trên, móc nước lên trần nhà, móc nước lên trần nhà đi, có nhìn ngược lên trần nhà đi, đấy, nữa đi, nhìn ngược lên đi. Đấy, và các anh chị vạch cái niêm mạc làm sao bộc lộ cái diện càng rộng càng tốt, và chúng ta quan sát từ viền ngoài cái độ rộng của cái niêm mạc đó, màu sắc nó như thế nào. Nếu như đây tôi sẽ chỉ cho các anh như vậy là niêm mạc này của bác là nhợt vừa thôi, như vậy là phía viền ngoài của bác hơi hồng hồng, và càng vào sâu bên trong thì nó càng nhợt. Nếu mà niêm mạc của người bình thường chúng ta là cả hai bên, tất cả từ trong ra ngoài thì nó thấm hồng thấm đều, đây của bác nó nhợt từ phía ngoài vào phía trong. Đấy là tôi đánh giá là niêm mạc mắt này của bác rất là nhợt vừa. Đấy, thế và ngược lại, đồng thời khi khám cái niêm mạc mắt xong thì trong quá trình khám mắt thì các anh chị cũng quan tâm khám lên cả cùng lòng mắt luôn, xem là cái lòng trắng của mắt ấy xem có bị vàng không. Các anh chị tranh thủ tìm, để tí nữa tôi sẽ giải thích tại sao các chị phải khám xem có vàng hay không. Bác nhìn ngược lên trần nhà này, bác nhìn ngược lên trần nhà, chúng ta vừa quan sát niêm mạc mắt đồng thời vừa quan sát cùng lòng mắt, cùng lòng trắng ấy. Đấy, đấy, mắt nhìn xuống để chúng ta lại kiểm tra cùng lòng mắt. Và các chị lưu ý là tay tôi giữ ở trên đầu bệnh nhân và hai ngón bác đừng cúi xuống, cũng như cảm nhận vừa phải, và hai ngón tay cái tôi kéo mi mắt của bác lên, làm sao chúng ta bộc lộ cái diện càng rộng càng tốt. Như vậy là nhìn cái củng vào mắt của bác là không vàng. Thì tại sao để tìm xem mắt có vàng hay không, tính là tôi sẽ giải thích cho các anh chị. Đấy là tìm nguyên nhân. Thế đấy là chúng ta xem cái môi này, lợi này, lưỡi này và niêm mạc của mắt, là xem là có vàng, có bị nhạt nhạt không. Thế thì sau khi đã xem như thế xong rồi thì chúng ta khẳng định rằng là khả năng này bệnh nhân có thể là có thiếu máu. Thế tiếp nữa là chúng ta phải xem là cái mạch của bệnh nhân như thế nào, xem là bệnh nhân có nhanh không. Đấy. Đấy, thế trong trường hợp mà thiếu máu mạng tính thì thường mạch mà bệnh nhân đáp ứng được tốt, nó cứ mỗi ngày đáp ứng được, chịu đựng được, đáp ứng được, thì mạch thường là nó không nhanh mà thiếu máu nhẹ.
Nếu máu thiếu máu nặng cấp tính thì mạch thường hay là nhanh đấy, và chúng ta phải nghe tim xem là nhịp tim có nhanh không, và nghe tim có tiếng thổi hay không, thổi tung thu thiếu máu không, thổi tung thu thiếu máu có nghĩa là thổi tung thu không lan đấy, thì đấy là chúng ta xem. Và nếu có thiếu máu thì các chị phải mô tả được là cái cường độ của nó là như thế nào. Thế sau khi chúng ta khám là vậy thì bệnh nhân này thì tất cả xem niêm mạc ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, móng tay, rồi niêm mạc môi, niêm mạc lợi, ở lưỡi, ở mắt, mạch và tám tim xem có thổi tung thu không, thì chúng ta khẳng định là bệnh nhân có thiếu máu. Khi bệnh nhân có thiếu máu có nghĩa là da có mạc, da bệnh nhân xanh, niêm mạc mắt bệnh nhân nhợt, niêm mạc nhợt thì chúng ta niêm mạc của chúng ta kiểm tra là vị trí như thế thì chúng ta khẳng định bệnh nhân thiếu máu. Thế vậy thì khi thiếu máu xong thì các anh chị phải xác định xem là mức độ thiếu máu là như thế nào. Đấy, mức độ này là thiếu máu nặng hay là thiếu máu nhẹ hay là thiếu máu vừa, bởi vì nó quyết định cho cái vấn đề chúng ta xử lý bệnh nhân là một, thứ hai là chúng ta có gợi ý cho cái chẩn đoán của chúng ta. Thế thì thế nào là đánh giá thiếu máu nặng nhẹ vừa trên lâm sàng? Nếu như mà thiếu máu nặng và chúng ta cứ loại thiếu máu nặng ra thì còn lại là thiếu máu nhẹ và thiếu máu trung bình. Thì thiếu máu nặng có nghĩa là khi cũng ở cái trạng thái là da xanh niêm mạc nhợt rồi, nhưng nếu bệnh nhân ở trong cái trạng thái là tình trạng là bệnh nhân bơ phờ, bệnh nhân nằm im tại chỗ này nhưng không hoạt động được, không tự đi lại được mà đi phải có người dìu. Đấy, đi phải có người dìu mà bệnh nhân đi là ngất, hoặc là bệnh nhân trạng thái của bệnh nhân nằm là thờ ơ, không muốn tiếp xúc với xung quanh, không muốn là tiếp xúc với lại người khám bệnh, vẻ mặt buồn bã, bực dọc, đấy, tinh thần thì mệt mỏi, và nặng hơn nữa là bệnh nhân có thể kích thích vật vã. Đấy, các anh chị cứ thấy bệnh nhân cứ bồn chồn vật vã, lúc thì duỗi chân duỗi tay rồi là lắc đầu linh tinh, đấy là những trạng thái là bệnh nhân đang bị thiếu máu rất là nặng. Thì ngoài cái trạng thái bệnh nhân không đi lại được, nằm bẹp giường, đồng thời các anh chị khám thấy có mạch nhanh, đấy, mạch rất nhanh, thế và có bệnh nhân khó thở, đấy, rồi là có khi nhìn thấy da bệnh nhân tóc vã mồ hôi, đấy, và nặng hơn nữa là chúng ta thấy là cái bài tiết nước tiểu của bệnh nhân không có, thì đấy là cái dấu hiệu là thiếu máu nặng, là có lẽ là chúng ta phải có cái thái độ xử trí. Thế còn ngoài cái trạng thái đó ra, nếu như không có dấu hiệu đó thì chứng tỏ là bệnh nhân thiếu máu từ mức độ vừa trở lên. Thế mà vậy thì ở từ mức độ vừa thì chúng ta đánh giá một cái gì? Có nghĩa là bệnh nhân vẫn có thể đi lại được, nhưng mà đi độ khoảng một lúc đi gắng sức ra đi vệ sinh, ngồi đại tiện, tiểu tiện, hoặc là đi độ 100m, 200m thì hoặc là bệnh nhân leo thang gác mà bệnh nhân thở hổn hển rồi ngồi nghỉ thì mới hết, thì đấy là mức độ là thiếu máu vừa, đồng thời cộng thêm cái da xanh, ví dụ như bệnh nhân này là thiếu máu vừa, đấy, nên là như thế. Còn trường hợp thiếu máu nhẹ thì chúng ta phải thật kín, là chúng ta phải nhìn các cái mô cơ vẫn còn hồng, mặc dù trong lòng bàn tay đã trắng nhưng mô cơ còn hồng, thế và mọi sinh hoạt bệnh nhân vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ có gắng sức rất nhiều thì bệnh nhân mới thể hiện là mệt, đánh chống ngực thình thịch và ngồi nghỉ hơi hết, thì đấy là trên lâm sàng thì chúng ta đánh giá là thiếu máu nhẹ. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta, nhiệm vụ chúng ta khi xác định thiếu máu rồi là một, thứ hai là chúng ta xem mức độ thiếu máu nặng, nhẹ và vừa trên lâm sàng như thế nào, và cái thứ ba là nhiệm vụ chúng ta phải khám xem là thiếu máu này nguyên nhân là do bệnh gì gây ra, bởi vì thiếu máu chỉ là một triệu chứng của bệnh vừa qua. Vậy thì chúng ta tiếp tục tìm nguyên nhân của thiếu máu thì chúng ta sẽ phải khám những cái gì nữa. Thế thì tôi cũng xin các anh chị chú ý là đầu tiên là chúng ta phải khai thác bệnh nhân về bệnh sử, tiền sử nói thêm. Ví dụ như là về nghề nghiệp của bệnh nhân thì xem là bệnh nhân có sử dụng các cái phân tươi, cái phân tươi ở những cái nơi mà trồng rau xanh. Ví dụ như bác đây là ở cái vùng Vĩnh Bảo trồng thuốc lào nhiều, đấy thì hay sử dụng phân tươi để bón cây, thì cái khả năng cái môi trường đó là bệnh nhân dễ bị nhiễm rung mắc, thì cái nguyên nhân đó có thể gây ra ta hơi nghĩ đến là bệnh nhân này có nhiễm rung mắc. Hoặc là chúng ta phải hỏi xem là nghề của bệnh nhân có thể, ví dụ như bệnh nhân có tiếp xúc với trì không này, tiếp xúc với lại benzen không này,
các cái chất toluen, tức là nghĩa là thủ kho của một kho hóa chất nào đó, ví dụ thế. Hoặc là bệnh nhân làm cái nghề tiếp xúc với lại tia quang tiến này, quang tuyến xì, tức là bệnh nhân làm khoa X quang, hoặc là bệnh nhân tiếp xúc với tia xạ mà dùng các chất phóng xạ nhiều, thì đấy cũng có thể là gây nguyên nhân là gây ra thiếu máu mà gây ra suy tủy xương đấy. Đấy là như thế. Thế còn chúng ta phải khai thác tiếp là xem bệnh nhân đã sử dụng thuốc gì. Có một số thứ thuốc mà nó có gây nên thiếu máu, chẳng hạn ví dụ như là bệnh nhân dùng thuốc chloroxid chẳng hạn, thì người ta đã nói đến một số những thứ thuốc chloroxid gây ra suy tủy xương. Thì suy tủy xương thì sẽ có cái độ triệu chứng thiếu máu, thì chúng ta xem là phía trước bệnh nhân có dùng thuốc chloroxid không. Hoặc là chúng ta có thể một số thuốc kinin, thuốc seloxid, nó cũng thể gây ra các cái thiếu máu. Hoặc là một số thuốc chống ung thư, ví dụ bệnh nhân đang chữa ung thư xương chẳng hạn, hay là ung thư vòm họng chẳng hạn, mà chúng ta dùng thứ thuốc chống ung thư là những thứ thuốc nó cũng gây ra thiếu máu, thì chúng ta phải khai thác các cái thứ thuốc sử dụng. Thế và chúng ta cũng cần phải hỏi là tỉ mỉ các cái thứ thuốc mà bệnh nhân đang dùng ấy, liều lượng như thế nào, rồi là các cái triệu chứng xuất hiện ra nó liên quan tới cái thiếu máu ra làm sao, trình tự ra như thế nào, là chúng ta cũng phải nên khai thác. Và đặc biệt là đối với lại bệnh nhân thì chúng ta cần phải hỏi về tiền sử bản thân của bệnh nhân. Ví dụ chúng ta phải chú ý về cái tiền sử chảy máu răng của bệnh nhân này, là trước khi đã bị chưa, chảy máu chân răng đã bị chưa, và chảy máu lâu cầm mỗi khi mà tiêm thuốc chẳng hạn, tiêm thuốc bổ hay tiêm kháng sinh, hoặc là mỗi khi nhổ răng đấy, hoặc là bị bầm tím một cái chỗ ở vết tay mà bị va chạm đấy, ví dụ thế. Thế thì chúng ta phải hỏi kỹ tại sao như thế, bởi vì là đấy để gợi ý các nguyên nhân, ví dụ như là nguyên nhân chảy máu lâu cầm thì cộng với lại cái thiếu máu này thì người ta hay nghĩ đến cái bệnh là hemophili, hoặc là những cái bệnh mà xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn đấy, nó cũng gây ra cái tình trạng là cái chảy máu mà trong tiền sử người ta có thể bị. Thế rồi chúng ta phải hỏi thêm, nếu như là phụ nữ chúng ta phải hỏi về rối loạn kinh nguyệt của bệnh nhân, xem là bệnh nhân có hay bị sau kinh không, đang kinh không. Có những bệnh nhân phụ nữ mà bắt đầu đến tuổi dậy thì kinh nguyệt ra nhiều, nó không phải bình thường, nhưng sinh lý chúng ta ra độ khoảng một cái lượng là khoảng 3 đến 5 ngày thôi, và mỗi ngày thì thay độ khoảng 2-3 lần, 4 lần thôi. Nhưng đây người ta chỉ cứ ngồi mà thay thôi, tức là máu ra quá nhiều, người ta gọi là đa kinh đấy. Thì cái khả năng mất máu nhiều như thế nó cũng gây ra hiện tượng thiếu máu. Thì hoặc là bệnh nhân rong kinh, rong kinh thì cũng là một cái dấu hiện tượng là gây ra mất máu. Mà nguyên nhân rong kinh người ta mới thấy là trong một cái bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, thì cái rong kinh đôi khi nó là biểu hiện đầu tiên của bệnh. Thì chúng ta cũng từ đó mà đã gợi ý để tìm được các nguyên nhân. Thế rồi chúng ta cũng nên phải hỏi là cái tiền sử mà bệnh nhân, nếu là phụ nữ chừa đẻ trước tiên, là bệnh nhân có thuần không, có nghĩa là có hay bị sảy thai liên tiếp không chẳng hạn. Đấy, ví dụ như cái bệnh trong bất đồng yếu tố RH mà bệnh tan máu thì bệnh nhân cũng hay bị sảy thai liên tiếp, thì đấy cũng gợi ý cho chúng ta biết là cái nguyên nhân thiếu máu này là nguyên nhân do bất đồng yếu tố RH mà huyết tán mà là gây ra tan máu, để bệnh nhân có thể bị thiếu máu. Thì đấy là những cái mà gợi ý. Thế còn phía gia đình của bệnh nhân thì chúng ta cần phải hỏi thêm cái gì? Chúng ta phải cần phải hỏi xem là cái tình trạng sức khỏe, bệnh tật của anh chị em ruột và chú bác của anh em bệnh nhân có bị không. Tôi nói ví dụ như là trong một cái bệnh mà thiếu máu mà huyết tán bẩm sinh di truyền, ví dụ như là bệnh cu lây là yếu tố trong gia đình, là nhiều người con hay bị bệnh giống nhau, biểu hiện thiếu máu như nhau, trạng thái hình dạng như nhau, thì chúng ta cũng cần phải hỏi. Thế nếu mà trong gia đình mà có một người cũng bị như giống giống như bệnh nhân, thì chúng ta phải mời cái người nhà gia đình của bệnh nhân đến để cùng làm xét nghiệm với bệnh nhân để tìm ra cái chẩn đoán cuối cùng cho bệnh nhân. Thế trong một số những cái trường hợp mà nghi ngờ thì đặc biệt là những bệnh di truyền như tôi vừa nói đấy, thì có khi chúng ta phải mời toàn bộ cái gia đình của toàn bộ của gia đình bệnh nhân đến, anh em rồi là bố mẹ. Ví dụ như trong bệnh hemophili thì bắt buộc chúng ta hỏi, nếu mà trong gia đình cũng có một người anh bệnh nhân này, bệnh nhân nam mà người anh cũng có hay ngã cái chảy máu khớp chẳng hạn, thì chúng ta lại phải mời người anh đó đến để xét nghiệm này, rồi mời cả người mẹ, vì người mẹ mang bệnh truyền cho người con trai, thì đôi khi chúng ta phải làm tới tận như thế. Thì muốn để tìm chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta phải khai thác hỏi bệnh sử và tiền sử thêm như vậy. Thế còn về sang phần khám thực thể
thì cái đầu tiên các chị quan tâm là tầm vóc của bệnh nhân so với tuổi. Ví dụ như là bác đây là bác nữ này, đấy, bác cao bao nhiêu mét rồi đó? Có biết không? Không biết. Không biết nhỉ? Đấy. Thế thì chúng ta xem, ví dụ như là chúng ta thấy là đáng ra người phụ nữ mà tuổi 50, bác năm mấy? À, bác 70, 70 tuổi phụ nữ thì thường là phụ nữ trung bình của người Việt Nam mình là cao độ khoảng 1m50, 55. Thế mà bây giờ là cao có 1m40 thôi, chẳng hạn mét tí. Cân nặng thì bình thường là độ khoảng 45-50 cân, thế bây giờ cân thì có 30 cân thôi. Tức là cân nặng và chiều cao tầm vóc so với tuổi và học của so với giới bị bé. Thì khả năng người ta nghĩ đến có thể bệnh đấy là cái bệnh di truyền. Tôi nói ví dụ như bệnh Fanconi là cái bệnh mà tuổi bệnh người bị bé nhỏ so với tuổi và so với giới. Đấy. Thế hoặc là chúng ta phải quan sát về cái đi đứng của bệnh nhân, cái dáng đi đứng của bệnh nhân xem là có bình thường hay không. Tại sao thế? Bởi vì là cái dáng đi đứng ấy nó cái dáng đi, ví dụ như có những bệnh nhân bị bệnh thalassemi, bệnh cu lây thì cái đi cứ so vai này, vai cứ so rúm lại này, đấy đi cứ thế này, đi thế này thôi. Đấy thì chúng ta quan sát cái dáng và cái dáng đi của bệnh nhân, người cứ đổ ra đằng trước và hai vai cứ so lại, thì đấy là một cái là cái gợi ý cho chúng ta biết là bệnh đấy là bệnh di truyền, về thiếu máu di truyền. Thế và chúng ta phải quan sát bộ mặt của bệnh nhân xem có bình thường không. Ví dụ như là trong một cái bệnh huyết sắc tố cu lây chẳng hạn, nó có một cái bộ mặt người ta gọi là bộ mặt đặc biệt, tức là ai bị bệnh này cũng giống nhau chứ cứ như là anh em ruột, chị em ruột. Ví dụ như có cái bộ mặt như thế là hai cái gò má thì cao lên, thế rồi là hai cái trên gò má trên này kho trán thì thóp à, đầu có hơi nhọn nhọn, hai má thì hóp à, đấy thì ai cũng có một cái bộ mặt như thế, da thì sáng và vừa thiếu máu vừa sáng và có cái bộ mặt người ta gọi là bộ mặt đặc biệt. Riêng của bệnh cu lây thì chúng ta cũng phải quan sát cả cái bộ mặt của bệnh nhân. Thế đồng thời là chúng ta quan sát màu sắc da và niêm mạc rồi để khẳng định cái thiếu máu rồi. Thế thì bên cạnh khi thiếu máu rồi, chúng ta phải quan sát về da, tổ chức dưới da, tức là xem trên da có bị xuất huyết dưới da không. Thế thì xem xuất huyết dưới da thì chúng ta phải xem xuất huyết dưới da có đa hình thái không này, xuất huyết có mạc có chấm không này, để tìm các cái nguyên nhân một số trong cái bệnh của cơ quan tạo máu, vừa có thiếu máu và đồng thời vừa có xuất huyết dưới da. Chẳng hạn ví dụ như trong bệnh là thận cấp, bệnh suy tủy xương đấy thì là gây thiếu máu, hoặc là bệnh lupus ban đỏ nó cũng vừa có thiếu máu lại vừa có xuất huyết ở dưới da, chúng ta phải kiểm tra xem khám xuất huyết dưới da có không. Chúng ta phát hiện xem là phù có không, xem bệnh nhân có phù không. Ví dụ tại sao chúng ta lại khám phù, ví dụ như trong một số những cái bệnh thiếu máu là có phù, chẳng hạn như bệnh suy thận lại thì thiếu máu mà bệnh nhân lại có phù, đấy là chúng ta lưu ý. Đồng thời chúng ta phải đo luôn cả huyết áp cho bệnh nhân, xem là huyết áp có tăng không. Trong suy thận mạng là huyết áp phải tăng thì chúng ta kiểm tra một số cái đó để tìm nguyên nhân. Thế rồi là chúng ta khám xem bệnh nhân có nổi các cái hạch không, hạch ở trong cái hệ thống này không, hạch tất cả cái 8 vị trí hạch nông để chúng ta quan sát xem. Nếu mà hạch to thì chúng ta hướng đến một số bệnh của cơ quan tạo máu, chẳng hạn như là bệnh là bạch cầu cấp, bệnh bạch cầu mạc, bệnh Hodgkin, bệnh u lanh phô không Hodgkin, vừa có thiếu máu vừa có hạch to đấy. Hoặc là chúng ta khám hạch ví dụ như trong một số bệnh như hạch của lao, bệnh nhân có hạch lao đồng thời có thiếu máu, thế thành ra là chúng ta lưu ý là khám kỹ rồi. Hoặc là hạch mà có ở vùng thượng đòn thì hạch của di căn ung thư vừa có thiếu máu vừa có hạch, thì đấy là ý nghĩa của việc khám hạch là như vậy. Thế mà chúng ta khám về tuyến giáp, phải khám tuyến giáp mà trong những trường hợp mà khám tuyến giáp trong những trường hợp bệnh suy giáp chẳng hạn thì bệnh nhân có thiếu máu thì chúng ta chú ý. Xong tuyến giáp thì chúng ta phải khám về cái hệ thống gan và lách, cái này rất có ý nghĩa. Vì khám gan, tại sao phải khám gan và lách, tại sao trong nội khoa, bệnh nội khoa nào phải trả khám gan và lách, nhưng riêng trong thiếu máu thì gan và lách lại phải khám kỹ hơn. Vì gan và lách với lại hạch nó là một bệnh lý của cơ quan tạo máu, chẳng hạn như trong bệnh bạch cầu cấp có hạch gan lách to, bệnh Hodgkin hạch lách to hoặc là gan to đấy. Thế rồi là bệnh cường lách thì lách nó cũng to, cũng gây thiếu máu, vân vân, là chúng ta phải khám kỹ hệ thống gan lách hạch. Thế và chúng ta khám về cái tim thì bắt buộc rồi, chúng ta phải khám xem là tim
thiếu máu thì nhịp tim có bị nhanh không, có tính phổi thâm thu thiếu máu không, và đặc biệt chúng ta khám xem là tim có bị to không. Trong trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu lâu năm, nó có dẫn đến cái hiện tượng là suy tim do thiếu máu thì tim cũng bị to toàn bộ ở trên lâm sàng, và bệnh nhân có thể có dấu hiệu suy tim. Thế và đồng thời chúng ta phải khám hệ thống xương. Tại sao phải khám hệ thống xương? Thì trong một số những cái bệnh mà gây ra thiếu máu của hệ thống xương, tôi nói chẳng hạn bị ung thư xương thì bệnh nhân có thể gây ra thiếu máu, gây đau các cái hệ thống đau xương, hoặc là bệnh đa u tủy xương là bệnh của cơ quan tạo máu mà biểu hiện màu xương, bệnh nhân đau tất cả các cái đốt sống dẹp này, các cái xương xương vai để xương cột sống này, rồi là đau các cái khớp, thậm chí thấy các cái u cục nổi ở trên xương. Thế đấy là các anh chị phải khám kỹ cả các cái hệ thống xương. Thế và cái phổi thì có cần phải khám không? Thì điều đó là chắc chắn là các anh chị phải khám phổi. Ví dụ trong một số các cái bệnh về phổi mà gây thiếu máu, như là bệnh ung thư phổi cũng gây thiếu máu, hoặc bệnh lao phổi cũng gây thiếu máu, và đặc biệt là một số các cái bệnh mà bạch cầu cấp lao phổi mà giảm leucemi thì lại gây thiếu máu rất là nặng, bắt buộc chúng ta là phải khám cái phổi cho nó toàn diện. Thế như vậy là tôi vừa giải thích với các anh chị tại sao khám một số các cái cơ quan bộ phận liên quan là để tìm nguyên nhân. Còn cái việc chẩn đoán thiếu máu là các anh chị đã làm được bước đầu rồi, và cái tìm nguyên nhân là một cái khá cần thiết, cái quan trọng. Vậy tôi có tóm tắt lại như thế này: trước một bệnh nhân mà các anh chị thấy thiếu máu thì các anh chị phải khẳng định là có thiếu máu thật hay không, hay là da người ta trắng trắng xanh xanh như thế, thì bằng kiểm tra niêm mạc này, ở mắt, ở môi, ở lợi, ở lưỡi, ở lòng bàn tay, ở móng tay, ở lòng bàn chân. Thế và cái thứ hai, các anh chị phải trả lời được một câu là thiếu máu này mức độ nặng hay nhẹ hay vừa. Cái thứ ba là các anh chị phải trả lời thiếu máu này là cấp tính hay là mãn tính. Đấy. Thế thì tôi lại nhắc lại, cấp tính là thời gian ngắn và nhanh, thiếu máu nặng và nhanh. Còn thiếu máu mãn tính là thiếu máu từ lâu và từ từ. Có lý nghĩa là phải vài tháng trở về trước. Còn nếu như chỉ vài tuần, 1, 2, 3 tuần trở lại mà thiếu máu nặng thì đấy thì hiện tượng thiếu máu cấp. Còn trường hợp 1 tháng hất trở về trước mà thiếu máu nó cứ từ từ mỗi ngày thứ 1 thì đấy là thiếu máu mãn tính. Đấy. Thế thì các anh chị sau khi các anh chị khẳng định được thiếu máu này là mức độ như thế nào, cấp tính hay mãn tính, và cái quan trọng nữa là các anh chị phải khám để tìm nguyên nhân của thiếu máu, thì các anh chị phải khám tuần tự tất cả các bộ phận mà tôi đã giới thiệu với các anh chị. Đấy, thế đấy là toàn bộ cái phần khám của bệnh nhân thiếu máu, thì là anh chị chú ý cho tất cả các cái phần như vậy. Nó vào đây, cho bệnh nhân vào đây thì mình quay nó dễ hơn. Thì như chúng ta đã học cái phần cách làm bệnh án, là bao giờ trình tự một bệnh nhân đến khám bệnh với một lý do gì đó thì chúng ta cũng phải đi từ hỏi bệnh trước, khám sau. Nhưng không phải lúc nào cũng theo cái trình tự như thế, bởi vì là một số bệnh nhân đến với các triệu chứng cơ năng, nhưng đấy là một cái dấu hiệu rất nặng mà đe dọa cái chức năng sống, ví dụ như là khó thở. Chính vì thế mà khám một bệnh nhân khó thở thì chúng ta không phải là hỏi trước, mà có thể là chúng ta phải khám trước đấy để nhận định bệnh nhân có khó thở nhiều hay không nhiều, để từ đó chúng ta có thái độ phải xử trí ngay đấy. Chứ không nếu mà chúng ta cứ hỏi khám để tìm nguyên nhân thì có khi rồi bệnh nhân khám xong có khi là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì đầu tiên thì phải nhận định xem là bệnh nhân này khó thở nhiều hay ít. Thì dựa vào cái gì chúng ta nói được là bệnh nhân khó thở nhiều? Thì thứ nhất là chúng ta bao giờ cũng phải quan sát mặt bệnh nhân đấy, xem là bệnh nhân có lo lắng không. Những người khó thở thường hay lo lắng, bồn chồn, có khi vật vã. Nếu mà khó thở nhiều mà gây thiếu oxy thì người ta có khi rất là mệt nhọc, rồi là có khi bán mê hoặc là hôn mê. Đấy là quan sát bệnh nhân. Thế ở bệnh nhân này thì nói chung là vẫn tỉnh táo, nhưng rõ ràng là bệnh nhân cũng có vẻ hơi lo lắng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải xem tư thế của bệnh nhân. Bác có nằm được không?
đấy, thì bệnh nhân này trả lời là không thể nằm được đấy, thì chúng ta thấy quan sát là bệnh nhân phải ngồi đấy, nhiều khó thở nên người ta phải ngồi để cho dễ thở hơn đấy. Cái thứ hai nữa đấy thì một số bệnh thì phải ngồi. Cái thứ hai nữa là một số bệnh thì người ta quan sát như là trong tình trạng suy tim thì người ta có thể nằm được nhưng phải cối cao đấy, cối cao nằm nửa nằm nửa ngồi, thì đấy là trong cái tình trạng khó thở do suy tim đấy. Một số trường hợp thì khó thở là người ta phải chống hai tay xuống đùi hoặc là vịn vào thành giường. Bác bao giờ phải vịn vào thành giường để thở, có dễ thở không đấy? Khi khó thở người ta phải vịn vào thành giường đấy để dễ thở hơn, thì đấy là khó thở đấy, chống như thế này đấy, đấy chống như thế này thì bác dễ thở hơn đấy, thì đấy là cái điển hình của khó thở do hen phế quản đấy. Bệnh nhân phải chống tay đấy, hoặc là vịn vào thành giường hoặc là vịn vào cửa sổ để cho nó dễ thở hơn, thì đấy là cái kiểu thở của người hen phế quản. Đấy là sau khi quan sát cái thế xong thì chúng ta phải đếm tần số thở của bệnh nhân. Thế thì đếm tần số thở thì chúng ta có thể để tay lên ngực bệnh nhân này đấy, đấy để xem di động và đếm xem là có tần số thở là bao nhiêu. Thế bình thường thì tần số thở của người bình thường chỉ 14 đến 16 lần hoặc ngắn là 18 lần trong một phút. Nhưng những bệnh nhân khó thở thì tần số tăng lên. Đấy. Trên 25, bắt đầu trên 25 thì là bệnh nhân khó thở vừa rồi. Đấy, còn cũng có thể là bệnh nhân khó thở rất chậm, tần số thở. Cái bệnh nhân này thì đến được là tần số thở là 30 lần trong một phút, thì bệnh nhân khó thở vừa. Thế sau đó thì chúng ta phải để ý quan sát cái kiểu thở của bệnh nhân. Đấy. Kiểu thở bệnh nhân. Đấy, thì bệnh nhân này có người ấy, thì khó thở kiểu thở là từ tần biên độ thấp để xong tăng dần lên rồi ngừng thở, thì đấy là gọi là kiểu thở trên nơi stop. Thì hay có trong cái tổn thương của não đấy, tổn thương của não. Còn đối với bác này thì là bác ấy khó thở ra đấy, khó thở ra, khó thở cả hai thì mà rút lõm cả trên họng ức này. Và dưới họng ức đều là có co rút hoạt động các cơ hô hấp. Đấy, đều tăng hoạt động các cơ hô hấp lên. Đấy, thì chứng tỏ là vận dụng các cơ hô hấp lên là bệnh nhân rất là khó thở. Thế có người thì khó thở sâu, khó thở sâu mạnh. Đấy, thì người ta gọi là cái kiểu thở Kussmaul ấy. Đấy thì là trong cái những trường hợp mà bị toan máu, ví dụ như là đái đường hoặc là ure máu tăng, thì bệnh nhân có kiểu thở Kussmaul. Ví dụ như theo như tôi làm như bệnh nhân đấy, thở rất mạnh, hít vào sâu thở ra sâu mà nghe cái tiếng của xè xè ấy, thì đấy là cái kiểu thở Kussmaul, là toan máu thì trong đái đường và ure nó cao thì là hay có cái kiểu thở đó. Thế sau khi quan sát cái kiểu thở rồi thì chúng ta đánh giá xem là cái hậu quả của khó thở này có gây ra thiếu oxy và ứ CO2 máu không, thì dựa vào thứ nhất là xem bệnh nhân có tím hay không tím. Đấy thì chúng ta nhìn thấy đầu ngón chi của bệnh nhân là có tím đấy, móng tay có tím, đầu ngón chi đấy, rõ ràng là bệnh nhân, môi bệnh nhân cũng tím, bắt đầu lưỡi xem lưỡi cũng tím đấy, lưỡi cũng tím. Đấy thì là xem có tím hay không tím. Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta xem có vã mồ hôi không. Đấy. Bệnh nhân này thì vã mồ hôi nhiều không có, nhưng cũng hơi nhấp nhắc mồ hôi. Đấy. Mồ hôi nhiều. Cái thứ ba nữa là ý thức bệnh nhân có tỉnh táo không. Bệnh nhân này thì là vẫn tỉnh táo, nhưng nếu như thiếu oxy não thì bệnh nhân có vẻ lờ đờ, có khi là bán mê, thì lúc ấy là khó thở là rất nặng. Thế rồi là mình phải xem đến mạch, nếu mà thiếu oxy nhiều ấy thì mạch sẽ nhanh, mạch nhanh khi mà suy hô hấp thì bao giờ mạch cũng nhanh đi. Đến bệnh nhân này là tần số tim này 110 lần trong một phút, và chúng ta đo huyết áp bệnh nhân. Thế trong những cái cơn khó thở thì huyết áp có thể tăng vọt rất cao, thì nhiều trường hợp bệnh nhân hen phế quản vào huyết áp cao vọt lên như thế là làm cho các bác sĩ nhiều khi nhầm đấy, chẩn đoán là
hen tim, vì huyết áp cao mà nghe phổi lại cũng có răng thì chẩn đoán là khó thở này là hen tim chứ không phải là hen phế quản. Nhưng thực ra đấy là bệnh nhân đã có tiền sử nhiều lần uống thuốc giãn phế quản hết, không cần điều trị gì thuốc kháng đáp thì nhiều khi là cũng cái các cơn khó thở đó. Đấy là cái hậu quả. Thế tóm lại là đánh giá nhận định một bệnh nhân khó thở nhiều hay khó thở ít thì chúng ta dựa vào vẻ mặt bệnh nhân, dựa vào tinh thần, dựa vào tư thế bệnh nhân, tư thế ngồi xem nó đánh giá có khó thở không khó thở, và xem có xanh tím nhiều không, tần số thở nhiều ít, kiểu thở như thế nào, và cái hậu quả của thiếu oxy và ứ CO2 thì như thế nào. Sau khi đánh giá xong bệnh nhân, nếu như người ta rất khó thở mà đe dọa tính mạng thì mình phải xử trí ngay, ví dụ như là đặt nội khí quản, thở máy hay gì. Còn nếu như bệnh nhân có khó thở vừa thì mình cho thở oxy, còn nếu mà không đến mức độ khó thở lắm thì chúng ta có thể tiếp tục hỏi bệnh để tìm xem là cái khó thở này do nguyên nhân gì, tính chất khó thở này như thế nào. Thế nên sang phần thứ hai thì chúng ta sẽ hỏi là cái tính chất, xác định tính chất khó thở của bệnh nhân. Thế muốn xác định tính chất khó thở của bệnh nhân ấy, thì việc đầu tiên thì chúng ta phải hỏi xem đây là cái khó thở cấp hay là khó thở mãn tính. Thì như thế nào khó thở cấp? Ông nghĩ là ông trước hoàn toàn đang khỏe mạnh, đột nhiên lên cơn khó thở làm cái bộ máy hô hấp không đảm bảo chức năng, bác có khó thở càng ngày càng tăng lên à? Từ lúc đi thôi. À thế hả? Chứ ngồi yên thì không thì dễ chịu. Ngồi yên thì nó dễ chịu. Vâng. Đấy, thì bệnh nhân này thì sau chỉ lắng xích nhẹ từ phòng bên cạnh sang đây thì là đã khó thở lên. Thì khó thở cấp là khó thở nó đột ngột, chức năng hô hấp không đảm bảo để đào thải CO2 và thì gây nên cái hậu quả thiếu oxy. Đấy, thì đấy là khó thở cấp, bệnh nhân đang hoàn toàn khỏe mạnh. Đấy, ví dụ như là trong tràn khí màng phổi chẳng hạn, đấy thì là khó thở. Nhưng bác này ấy, thì đã có bệnh nhiều năm nay, đã khó thở nhiều lần nhiều năm rồi, thì đây là một cái khó thở mãn. Đấy, thì trước hết thì chúng ta phải biết xem là cái khó thở của bác này là khó thở cấp hay khó thở mãn. Thì bác đây là khó thở mãn tính vì đã bị nhiều năm rồi. Thì khó thở mãn tính thường là do các bệnh về phổi mãn tính, hoặc là bệnh nhân bị hồ vệ cuộc sống, hoặc là bệnh nhân bị bệnh tim gì đó. Cái thứ hai, cái tính chất của khó thở thì chúng ta phải hỏi cái hoàn cảnh xuất hiện của khó thở. Tính chất khó thở đầu tiên là cấp thêm mãn tính, cái thứ hai là hoàn cảnh xuất hiện khó thở. Thế thì một số bệnh thì thường là khó thở sau khi thay đổi thời tiết, ví dụ như bệnh nhân nói là nếu như mai tôi mà đã thấy khó thở này thì đi rằng mai thế nào cũng là gió mùa đông bắc chẳng hạn, thì đấy là cứ thay đổi thời tiết là bệnh nhân đã biết trước rồi. Đấy, cái khó thở đó thì là thường là gặp trong hen phế quản, hoặc là một số bệnh thì người ta cứ nói là người ta cứ đi lại làm nặng leo cát hoặc gì đó thì người ta khó thở, thì đó là gặp trong cái khó thở do suy tim, khó thở sau gắng sức. Đấy, gọi là khó thở sau gắng sức thì đó là thường do suy tim. Thế nếu một số người thì lại nói là tôi cứ ăn cái chất gì đó, ví dụ nhiều người bảo tôi mà ăn tôm hay ăn cá, hoặc là tôi uống thuốc gì hoặc cái gì đó mà khó thở, thì chứng tỏ là đấy là sau một cái tình trạng dị ứng, dị ứng là khó thở. Thế một số thì nói là nếu như mà tôi vài ngày trước đây tôi đang bị sốt, bị ho gì đó, sau một cái nhiễm trùng thì khó thở lên, thì đấy là cái tình trạng một viêm nhiễm gì đó của phổi nên gây nên cái khó thở. Cái thứ hai nữa, khi nào thì khó thở rồi, thì vậy thì bệnh nhân khi đã bị khó thở rồi thì hỏi bệnh nhân là thế bác làm thế nào thì dễ thở hơn. Đấy, thì có nghĩa là khó thở thì bệnh nhân phải làm gì để dễ thở, cái câu hỏi thứ ba. Thế thì bệnh nhân này như lúc nãy cũng nói, nếu mà tôi đi lại thì khó thở tăng, nếu tôi cứ ngồi yên thì dễ thở hơn. Đấy, thì có nghĩa là bệnh nhân khi khó thở đứng dừng lại để thở thì là hết khó thở, thì đấy là thường khó thở trong cái bệnh bị mắc bệnh tim hoặc là suy tim gì đó. Có những trường hợp bệnh nhân cứ bảo tôi ngồi thì dễ thở, nằm xuống là tôi khó thở và ho nhiều hơn lên, thì đó cũng là một cái tình trạng tiểu cầu hoàn, thì cũng là gặp trong cái tình trạng suy tim. Thế hoặc là một số bệnh nhân thì bảo tôi nếu mà cứ phục thì dễ thở hơn, thì là cũng rất là điển hình trong cái hen phế quản.
cái câu hỏi thứ tư chúng ta cần phải hỏi tính chất của khó thở là khó thở ở thì nào. Ví dụ như bác ở đây thì bác nói là bác khó thở ở thì nào, thì hít vào khó thở hay là thở ra khó thở? Hít ra cũng không hít được. Thở ra. Thở ra thì cũng khó. Khó chưa cũng được sâu. Vâng. Thở ra thì lại là khó. Vâng, thở ra. Nhưng trước đây là bác khó thở nào thì nào nhiều hơn? Trước kia thì chú không để ý lắm. Không để ý lắm. Thế thì còn nhẹ. Vâng. Thế thì điển hình ấy, nếu như bệnh nhân thấy hít vào mà khó thở thì chứng tỏ là có một cái gì tắc nghẽn ở trên cái đường khí quản. Đấy. Ví dụ như là u ở thanh quản này, hoặc là viêm thanh quản cấp này, hoặc là có cái dị vật rơi tắc vào. Đấy, thì như là trẻ con nó rơi, có cái dị vật rơi vào đường thở làm cho khó thở. Đấy, hoặc là u của khí quản đấy, thì là khó thở vào. Thế còn thì, nếu mà khó thở ra thì điển hình ấy thì gặp trong là hen khí quản. Thì bệnh nhân thấy nó thở vào khó lắm, thở ra rất là khó khăn. Đấy. Thế nhưng mà sau lâu ngày ấy, thì rồi là những người bệnh hen ấy thì thường là cả vào cả ra nó đều lẫn lộn nhau. Đấy, thì là bao giờ chúng ta cũng hỏi bệnh nhân khó thở vào hay khó thở ra. Thế còn một số bệnh thì đều khó thở cả hai, thì người ta vào cũng thế, ra cũng thế. Ví dụ như các bệnh nhu mô phổi thì tràn khí màng phổi hay là tràn dịch thì không có gì là phân biệt. Bệnh nhân này nói đấy, thế mỗi khi lên cơn khó thở thì bệnh nhân tự dùng hoặc là y tá ở trạm y tế có bán cái thuốc giãn phế quản thì uống thì dễ thở. Cái nữa là chúng ta phải hỏi tính chất khó thở ấy, là khó thở từng lúc hay là khó thở liên tục. Thế nếu mà chỉ có từng lúc tự nhiên đột ngột lên khó thở thôi, sau đó một vài tiếng, thường là cái cơn khó thở đấy người ta gọi là cơn khó thở thì hay xảy ra về đêm. Thế thì cơn ấy làm cho bệnh nhân đang ngủ say thì nên khó thở, phải ngồi bật dậy. Thế sau đó thì 1-2 tiếng thì dần dần thì cơn nó dịu dần rồi là hết, thì đấy gọi là cơn khó thở, thì hay gặp trong như là phổi cấp này, như hen tim này, hen phế quản. Thế thì nhiều trường hợp thì lại khó thở liên tục, lúc nào cũng khó thở. Đấy, thì thường là gặp trong những cái khó thở của suy tim giai đoạn cuối thì lúc nào người ta cũng khó thở, hoặc là những cái khó thở của tổn thương nhu mô phổi như là viêm phổi hoặc là áp xe phổi, tràn dịch màng phổi vân vân thì là khó thở liên tục. Thế nên chúng ta một tính chất nữa của khó thở là khó thở từng cơn hay khó thở liên tục. Thế tóm lại là xác định tính chất của khó thở thì chúng ta phải hỏi cái gì? Thứ nhất là đây là cơn đầu tiên hay là đã nhiều lần rồi, có những cấp cái mãn tính là một. Cái thứ hai là hoàn cảnh xuất hiện khó thở khi nào? Khi nào thì xuất hiện khó thở? Và cái thứ ba là làm cái gì thì bệnh nhân lại dễ thở hơn? Ví dụ như là cứ thay đổi thời tiết thì khó thở rồi, nếu mà bệnh nhân lại dùng thuốc giãn phế quản lại dễ thở. Đấy là tính chất thứ ba. Cái tính chất thứ tư là bệnh nhân khó thở ở thì nào? Khó thở ra hay khó thở vào hay khó thở cả hai thì. Đấy. Cái thứ năm nữa là bệnh nhân này khó thở từng lúc hay khó thở liên tục. Đấy thì đấy là những cái tính chất, xác định tính chất của một cái cơn khó thở. Thế sau khi đã xác định tính chất của cơn khó thở rồi thì chúng ta phải khám những cái bộ phận gì chúng ta cần khám của một bệnh nhân bị khó thở. Thì trước tiên là thường khó thở nó là thể hiện cái bệnh về đường hô hấp, nhiều nhất là đường hô hấp và tim mạch. Thế chính vì thế mà chúng ta phải quan tâm khám từ bộ máy hô hấp từ trên xuống dưới, bộ máy hô hấp trên và bộ máy hô hấp dưới. Thế nếu như bệnh nhân mà khó thở mà rít lên nhỉ, chúng ta nghe thấy bệnh nhân rít lên, thế rồi là co rút cái hõm trên ức và dưới ức ấy. Đấy, thì thường đấy là nó cái co thắt của thanh khí quản, là chúng ta phải, nhất là ở trẻ con, là chúng ta phải khám ngay họng để xem có cái giả mạc như là cái bạch hầu. Đấy thì nó co thắt khí quản. Thế hoặc là có dị vật thì gì không, thì soi thanh quản. Đấy. Thế còn nếu như ở bên trên không có vấn đề gì thì chúng ta đương nhiên là phải khám cái bộ máy hô hấp ở bên dưới. Ví dụ như chúng ta phải khám phổi để tìm các hội chứng của phổi mà gây khó thở. Ví dụ như hội chứng tràn dịch màng phổi là thể hiện bằng hội chứng va giảm, hội chứng đông đặc, hội chứng tràn khí màng phổi,
Dễ ói cũng có, và kèm thêm là những cái triệu chứng ở đường hô hấp dưới thì chúng ta bao giờ cũng phải hỏi. Ngoài cái khó thở này ra thì bệnh nhân có sốt hay không, có khạc đờm hay không, đờm vàng hay đờm xanh, hoặc là có ho ra máu không. Đấy là những cái triệu chứng là cần khám ở bộ máy hô hấp. Sau khám bộ máy hô hấp xong, nếu như chúng ta không nghe gì, nghe bộ máy hô hấp thì đầu tiên chúng ta còn phải nghe rì rào bên tai để phát hiện xem là có răng rít, răng lấy không, thì để nhìn ở trong hen phế quản, hoặc là có răng ẩm mà nhất lệ là dơ lên nước buổi chiều ấy, thì đấy là trong khi phù phổi cấp chẳng hạn ấy, thì chúng ta phải nghe phổi xem là có đắt tiếng bất thường gì không. Thế sau đó thì chúng ta đến khám đến cái hệ thống tim mạch. Hệ thống tim mạch thì chúng ta phải, thứ nhất đầu tiên là phải đo huyết áp. Nếu một người khó thở mà huyết áp cao cũng có thể là hậu quả của suy hô hấp thôi, nhưng cũng nhiều trường hợp là người đó bị tăng huyết áp và khó thở đó là cái cơn suy tim trái cấp hoặc là phù phổi cấp, nên là chúng ta phải đo huyết áp để xem có cao hay không cao. Thế rồi chúng ta phải nghe tim để xem phát hiện những cái bệnh lý về van tim, xem có hay không có, thì nước ta là nước cùng tỷ lệ cấp tim là cũng rất là lớn, và những cái đó gây hậu quả suy tim thì đương nhiên là bệnh nhân khó thở. Thế thì nhất là những bệnh nhân bị hẹp van hai lá chẳng hạn, hẹp thở van hai lá, hẹp trù vân vân. Thế và chúng ta phải khám xem có hội chứng suy tim hay không. Đấy, bệnh nhân này khó thở nhưng kèm thêm lại có hội chứng suy tim thì đương nhiên cái khó thở này là của suy tim rồi. Thế rồi là xem có các rối loạn về nhịp tim hay không. Đấy là về hệ thống khám, hệ thống về về, về